Dạ em An Nguyễn xin chào anh chị em khách hàng thì à, mấy con đồng hồ tủ cây đứng á mấy anh chị ha thì bên em à, đang trong quá trình là kiểm tra và test cho chạy hết rồi ha, chạy hết và chỉ quý bây giờ là chỉ cần chỉnh lau dầu hết luôn rồi và bây giờ chỉ là có việc là cân chỉnh để cho nó chạy đúng giờ. Đó, thì à, bây giờ hiện tại trước mắt là cái con Seiko này là đã hoàn hảo rồi ha, đây là con Seiko à, được sản xuất à, tại Nhật nhưng mà máy của nó là máy Đức mấy anh chị ha, máy là được sản xuất tại Germany. Đó thì uh, riêng cái đồng hồ uh, tủ cây á thì thường thường á, hầu như tất cả các hãng là máy là đều là của Đức hết mấy anh chị. Ha chỉ có là cái cái tủ cây đó là nó được sản xuất bởi uh, anh nào thôi. Ha thì uh, riêng cái con này là con này là uh, thương hiệu là Seiko, máy thì máy Đức và được sản xuất tại Nhật đó thì cái đồng hồ này là coi như là đẹp nguyên bản luôn nha mấy anh chị ha đẹp nguyên bản luôn à, về bên em là chỉ có lau dầu tại vì tất cả những cái đồng hồ tủ cây này có một số cây là người ta để nó lâu quá mấy anh chị ha và nó nó chạy nó sẽ không chính xác hoặc là búa rồi nó nó sẽ gõ không có ok đó thì con này là em với đức đã làm ok hết rồi và đã đang chạy ngon lành luôn rồi ha giờ giấc đồ chính xác luôn đó thì cái đồng hồ Seiko này nó là 12 gông, 10 12 gông 12 á nha mấy anh chị ha, chơi được ba bài nhạc luôn ha, chơi được ba bài nhạc. Đó, thì máy nó rất là ken nha mấy anh chị ha, hầu như phải nói là cực kỳ mới luôn. ha cái này thì mấy anh chị mình khi mà mà có có nhu cầu xem máy thì em sẽ gửi hình, tại vì quay clip á thì mọi thứ nó sẽ không có rõ ha. Một tất cả các nắp rồi nguyên zin nguyên bản luôn. Ha bên em là em bán cái cây nào thì em sẽ nói tình trạng rõ cây đó cây nào nó sức mẻ như thế nào đó là em sẽ báo cụ thể em không có bán theo cái kiểu mà à, độ chế tốt nói chung là dựng lại rồi rồi, rồi, rồi rồi báo giá rồi bán không có em không làm kiểu đó đó thì con này á là ba tạ ha đó, rồi lắc là lắc cung đàn mọi thứ là nhìn rất là đẹp ha đây con này là seco nha sản xuất tại nhật ha người ta ghi ra băng đây ha seco đó thì con này á là à, chơi được ba bài nhạc mấy chị ha ba bài nhạc đây nó thì nó có cả gác chuông nữa nè, silent ha, gác silent, nó gác chuông một hai bài bài Westminster ha và Smith giờ uh, đó, đấy, nó thì con này để em em quay, nó cho nó gọi chuông, ok cái này là điểm giờ 15 phút ha, đó, rồi 30 phút coi nào. à ừ. rồi lên xíu 45 rồi thì uh, chuồng vàng rất là đảm anh chị ha, vàng rất là tuyệt vời máy này của Đức nhầm anh chị ha máy của Đức nha rồi Ok bây giờ em cho nó điểm giờ gõ bong bong rồi kìa hãy mọi thứ là nó rất là tuyệt vời mấy anh chị ha và lưu ý giúp em là hàng của em là nó nguyên bản hết ha không có phục dựng không có gì hết em bán cây nào em nói nó rõ ràng cái đó ha để cho mấy tại vì cái uy tín của em thì trước giờ có nhiều anh cũng biết rồi ha em cũng không có thích mà mà đồ mà dựng tà la binh hết rồi xong rồi rồi rồi, rồi, rồi 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 bán đường nói nẻo này kia ha em thì không có không làm như thế rồi ở phía dưới này nó có thêm một cái phù điêu ha thì tất cả đều bằng gỗ hết từng góc cạnh ha riêng cái riêng cái cái cây đồng hồ này là về nó còn nguyên bản hết không có sức mẻ ha, còn cây nào nó bị chặt như thế nào thì em sẽ báo sau đó thì cây này thì phần kính rồi mọi thứ là em vệ sinh sơ nữa là đẹp mấy anh chị ha đó nhưng mà bây giờ cây này thì em để cho mấy anh chị mình giá là 20 triệu ha mấy anh chị ha 20 triệu đó mọi thứ trên là nguyên bản hết từ trên xuống dưới luôn 20 triệu đồng rồi anh em nào lấy thì nhắn tin cho em ha hoặc là cần thông tin gì thêm thì em sẽ tư vấn thêm tại vì có rất là nhiều thứ để để nói về một cái con đồng hồ tủ cây mấy anh chị ha cho nên là nhiều khi cái clip thì nó mình không có thể nói hết được đó, không thể nói hết được đây đó, chìa khóa này xin quá ok đó, nhìn đẹp hết mấy anh chị không mối mọt không bị gì hết nha gông coi như là cực kỳ đẹp luôn ha sáng giới luôn gông cực kỳ đẹp Đấy à riêng cái này nó có mã nữa mấy chị ha có mã luôn nè đó thì cái này là của nhà, nhà seco ha thương hiệu seco họ sản xuất đó cho nên là là là, 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 là à, họ mua cái máy của đức ha về là họ họ mua cái máy của đức về là họ ấy vào ha họ thả vào tại vì tất cả đồng hồ tôi cây thì đa số là máy của đức mấy chị à thì em còn những con khác nữa rất là đẹp ha như con này cực kỳ vip luôn Ha, và con này thì cũng đang cân chỉnh lại ha Chạy rồi hết rồi, lau dầu hết rồi Chủ yếu là bây giờ cân giờ ha Chạy cho nó chính xác nữa thôi Đấy, Rồi, à, thì bây giờ em bán trước con này ha Bán trước con này Có những nơi bán những cái con như thế này Nó cũng rẻ hơn em, em biết luôn ha, Khoảng tầm 15, 16, triệu, 17 triệu Đủ hết mấy anh chị à Đó, Nhưng mà thường thường à, người ta có cái câu là Người mua làm chứ người bán không có làm Em thì... À, mua thế nào em bán như thế đó và cái 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 giá của em có thể nó nhịn hơn nhưng mà em đảm bảo với mấy anh chị mình là cái cái đồng hồ này của em là nó zin đét đèn đẹp luôn <laughs> rồi xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng ha thì anh em nào thích cây sico này thì nhắn tin cho em ha à, xin cảm ơn tất cả anh chị em khách hàng số điện thoại của em là 0914466462 hoặc là nhắn qua zalo cũng được nha à cái quên em quên nói cái thông số cái chiều cao của cái đồng hồ này từ ở dưới từ chân dưới đất á, lên tới cái chớp ở trên trên cao á, chớp tiện ở trên cao á, nó là 2m1 mấy anh chị ha và ngay chỗ cái thùng này á, là chiều ngang này là khoảng là 50 ha còn ở trên là khoảng 45 đấy rồi xin cảm ơn tất cả anh chị khách hàng rất là nhiều nha